Alo. Alo đồng bào, nghe tôi nói rõ không? Nghe rõ chưa mọi người, nghe rõ chưa? Mấy ông nghe rõ không? Phải nói nghe rõ không? Chứ tôi nói mấy ông không ai trả lời tôi là nghe rõ hay không. Có ông nào nghe được tôi đang nói gì không? Alo, 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 alo. Không ai nghe mình nói gì hả ta? Bên này đang là... À, nghe rõ. Bên này bây giờ là... Mấy giờ đó? Từ bây giờ một đồng hồ ấy. Một giờ chiều. Thì là 11 giờ tối Việt Nam. Kèo solo với Faker hả? Trời, ngủ solo liền Yasuo. Sẽ dụ kèo là solo, để coi coi solo kèo Yasuo. Yasuo với lại con gì vậy ta? Yasuo với Z thì nó xưa quá rồi. Yasuo với lại con gì ta? Thôi cái đó để sau đi. Mỗi người ngủ một phòng mà bạn ơi. Nhưng mà cái giường nó rộng lắm, cái phòng nó rộng lắm. Phòng này ở ba thằng khỏe luôn. Review phòng hả? Trời, review phòng thì ok thôi, đơn giản. Đây, đây là để đi từ cửa vô luôn cho nó rõ. À, đây là cửa vô. Ok, mình giờ mình đi vô. À, ê, ê, ê. Giờ mình đi vô nè. Thì phòng đây giường rất là bự, giường này hai người ngủ là rất khỏe luôn. Nhưng mà reo chạy sàn. Đây là bàn, đây là cửa sổ nha. Bình thường là tôi hay kéo lại, nói chung chả mở ra bao giờ. Để như vậy nè, đó tôi che lại như vậy nè. Nhưng mà nó sẽ có hai lớp, mình có thể kéo một cái lớp này ra. Đó, kéo một lớp ra thì nó chỉ còn cái rèm thôi. Còn kéo luôn lớp này ra thì rất là, nhìn ngoài thì cũng rất là không khí. Cửa sổ thì mở ra được. Nhưng mà bên này thì nó đang có dịch sốt vàng á, nên tụi mình hạn chế làm những cái việc này lắm.
Đó, mở cửa sổ ra. Gió rất là mát luôn. Đúng rồi, một người một phòng. Mà thích xuống ở chung thì cứ ở thôi. Lê Vi với Lộc thì ngủ chung, với lại muội ngủ chung, ba người ngủ chung. Đây là phòng tắm. Phòng tắm thì bước từ cửa vô nè, đó. Đây là cái cửa cái phòng này để tắm nè, vòi nước. À, đây là nóng lạnh. Thì dặn thôi, ở trên này là dặn nước ra, còn ở dưới là dặn nóng lạnh. Nè, ở trên dặn là nước chảy nè. Đó. Dưới là dặn nóng lạnh. Đây là cái mà có lẽ nhiều thanh niên thắc mắc nhất là cái gì nè, đó. Cái này nè. Đây là cái toilet nha, đừng có nhìn lộn nha. Đây là cái toilet nè, đó. Cái này là bồn cầu. Còn cái này là cái gì? Thì rất là sẽ có rất là nhiều người thắc mắc. Đây là bồn tắm. Đây là kiến. Từ lúc qua đây tới giờ tôi chưa hề rớ vô cái gì trong cái bồn tắm này. Không có ngâm hay gì, tại sợ bệnh. Cái này là cái gì? giờ ông nào giải thích coi cái này là cái gì? Đó, cái này là cái gì? Bây giờ mà đi vòng vòng thì sẽ bị mất wifi. Thôi muội để che rèm lại cái đã, nắng quá, nó sáng chói quá. Ma cà rồng sống trong bóng tối quen rồi. ông nào kêu cái bồn kia là cái bồn rửa mặt. Mai mốt cái ông nào mà nghĩ cái đó là cái bồn rửa mặt thì mai mốt đi 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 ở chung với bạn bè ở khách sạn mà có cái bồn đó thì coi chừng nha. Không phải bồn rửa tay đâu. Ở Việt Nam mình á thì toilet thì phần lớn là sẽ dùng một cái vòi xịt đúng không? Thì bên này nó có cái bồn đó đó. Thì cái bồn nó làm gì thì tự hiểu đi. Còn nào mà rửa mặt hay là cái gì thì kiểu như cẩn thận ha. Bữa livestream này thì là trước khi đi có hứa với mọi người là qua đây mà rảnh thì sẽ livestream. Thì từ cái lúc mà qua đây cho tới bây giờ á là chỉ có đi ra đường được đúng 1 tiếng đồng hồ thôi, đi ra ngoài đường á đúng 1 tiếng đồng hồ. Mà bữa đó là đi dạng như đi đi dạo cho anh bớt bệnh, tại vì anh bị ho thì bị sốt này nọ, đi dạo cho có nắng á. Chả rảnh, giờ thì đánh xong rồi, giờ đang đồ dọn xong hết rồi. Thì chuẩn bị chờ tối nay sẽ đi qua Rio. Hiện tại thì cả đội đang ở thành phố Sao Paulo. Sao Paulo tôi nhớ không lầm là tên một vị chúa thì phải. Tại vì tôi nhớ là có nhà thờ Sao Paulo. Tôi không biết rõ, nhớ vậy. Cái chân của tôi nó đang bị thương nên giờ kêu tôi đi tôi lười lắm.
Levi với Sạc thì đang đi ăn rồi. Nếu mà bây giờ đi thang máy thì sẽ bị rớt wifi. Chỗ thi đấu thì nó cách khách sạn cỡ mình không rõ là bao nhiêu cây số, nhưng mà nếu mà chạy mà đường vắng á thì đi xe là khoảng 20 phút. Mà bên này xe người ta chạy là 80-100 cây số không à, chứ không chạy chạy cái vòng như Việt Nam đâu. Nó chạy đường mà nó chạy đường nào nó chạy cũng giống như là cao tốc của Việt Nam vậy, nó chạy cứ 80-100, 80-100 vậy đó. Còn kẹt cũng có kẹt xe, xe rất là đông, rất là thường hay kẹt. Mì gói thì cả đội chỉ ăn khi nào không có cái gì ăn thôi, thì còn cái việc mà ăn đồ ăn thịt cá này kia thì cho, mặc dù là đúng là ăn không hợp khẩu vị thật nhưng mà cũng ráng nuốt để mà lấy những cái chất dinh dưỡng để mà có sức. Đúng rồi, mỗi người một phòng thì có tùy phòng, phòng như phòng slay thì nó không có phòng tắm. Bên này lạnh, bên này hiện tại là nó mưa rất là nhiều. Qua đây 10 ngày thì hết 5 ngày mưa rồi, mà nó mưa nó không phải là kiểu mưa mà mưa đùng lớn lớn mầm như Việt Nam, nó chỉ mưa mưa phùn thôi. Nó mưa phùn thì chắc nhiều người không hiểu, tức là nó mưa rất là nhỏ, nó mưa mà nó cứ mưa suốt vậy đó, nó mưa từ sáng tới tối. Xong gió nhiều rất là lạnh. Bên này thì hiện tại đang có hai loại, một là đang có một loại bệnh dịch là dịch sốt vàng. Thì Riot họ mua, họ cung cấp cho những cái chai đây nè. Những cái chai này xịt mũi, không hình con mũi nè, đó. Mấy cái con này là con mũi nè, mấy con ngay đây nè. Thì bất cứ lúc nào mình cũng nên xịt, thì Riot họ chuẩn bị rất là chu đáo. Khách sạn ở bên Rio thì sẽ xịn hơn nữa. Nhìn cái khách sạn thôi là thấy biết rồi, cái này xịn này. Khách sạn là chắc chắn là 5 sao. Màn trình diễn của tôi thì nó thực ra là bản thân tôi nhận xét thì tôi nói là tệ. Không biết mọi người sao, nhưng mà kiểu như nếu mà thật sự mà đánh mà đúng, đánh mà tốt được mà gọi là chỉ tốt thôi đó, thì nó khác lắm, nó nhìn thấy nó khác biệt lắm. Hôm qua đánh thắng Supermassive thôi chứ, nhưng mà họ họ lỗi rất là nhiều, mình cũng lỗi rất là nhiều mà họ lỗi nhiều hơn. Cái đội có chiến thuật gì để đối phó trận tiếp theo không? Mình chiến thuật thì có nhiều, nhưng mà khi mà bạn xài một cái chiến thuật gì đó qua vòng vòng xong thì đang đánh một hồi thì những cái như là macro, tức là điều khiển trận đấu á, là di chuyển rồi kỹ năng cá nhân, nó vẫn chiếm phần lớn trong cái việc bạn đánh một trận ha. Thì mình nghĩ rằng là cả đội sẽ cố gắng khắc phục những cái lỗi cá nhân cũng như là những cái lỗi di chuyển hơn là những cái chiến thuật. Hiện tại thì những đội khác là ở Rio hết rồi, tụi mình thì đội cuối cùng đang ở São Paulo, thì tối nay 8 giờ mới đi qua Rio gặp mấy đội khác. Phòng quay rồi, phòng mới quay sao rồi. Con Xi Linh thì nó đi được với Syndra, nhưng mà tại vì trận đó team bị solo kill nhiều quá. Đặc biệt là cái pha mà Levi xuống đường dưới xong chết đó, pha rất là nặng luôn. Chứ thực tế là con Xi Linh có thể chơi được với lại con Syndra. Anh Nị nói thì đúng là rất là nhanh, những người nào mà kiểu như mới mới nghe anh nói thì sẽ không quen đâu, nghe khó lắm. Nhưng mà như mình thì mình ban đầu cũng vậy ha, mình ban đầu mình nói anh nói rất là kiểu cảm giác anh nói rất là khó khó nghe được đó, chứ không phải là khó hiểu. Nó nghe được thì vẫn nó vẫn là mấy cái từ bình thường thôi à, chỉ là anh nói nhanh quá nghe không kịp thôi. Thì nghe được từ riết rồi cái việc mình nghe nó quen đi, giờ anh nói gì nghe không được á, nghe đúng 100% luôn. Bên này thì chậm hơn Việt Nam 10 tiếng, chậm hơn Việt Nam 10 tiếng nha, chứ không phải nhanh hơn.
Thì bây giờ bên này đang là 1 giờ 23 phút. Bên Việt Nam mình mới có 11 giờ 23, chứ nhiêu mà 12 giờ. Ngày không nhớ là ngày ngày 10 hay ngày 11 đánh nữa. Cái đó mọi người lên mạng coi lịch đi, tại vì mình cũng chưa coi nữa. Có phòng mai cũng từng có Levi với lại Sẹt với lại Mười Mập, mà đợi Levi nó đi ăn về thì chắc cũng đi qua, nếu mọi người thích thì qua cho coi. Võ Ngọc Anh Tuấn vô hỏi núp lưỡi không. Và để thật ra giờ kia mình nghe nêu cảm nghĩ trước khi gặp SKT này nọ thì giờ thì cũng không biết nói hay sao nữa, kiểu cũng không biết nói gì mà cũng không muốn nói gì, tức là không muốn nói nhiều hơn là không biết nói gì. Nếu mà có ai có coi phim hay là coi kiểu cái chuyện hay là cái gì đó thì người ta sẽ kiểu đánh phần lớn là hành động đi, chẳng hạn như là mấy mấy coi chuyện hay là phim gì đó, những thằng gọi là trùm hay là nhân vật chính này nọ ít nói lắm, cứ vô cứ đánh. Còn mấy thằng mà nói xàm xàm thì gì, kiểu mấy thằng bây giờ dạo này Ronobi không phải Kugam nha bạn, Ronobi không phải Kugam nha Lê Minh. Sao dạo này đánh không còn tự tin như trước, hay là do đối thủ mạnh? Thực ra tự tin thì vẫn tự tin thôi, đó là sự tự tin thì không mất đi. Từ từ để chào bà chị hai cái, trong này đang có chị hai bác coi, chào chào chị hai. Có bà chị hai chị ruột, bà mua bán quần áo, xe tăng, máy bay, lựu đạn, súng ống gì đó. Mấy bạn nào mua thì mấy bạn có thể liên hệ chị mình nha. Đó, Trần Mai đó, Avatar là con chó đem nơ đó. Thì nói tiếp cái vụ mà sau này đánh mất tự tin, thật ra cái sự tự tin á thì nó không mất, nhưng mà gọi là nó bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề khác, không? Chẳng hạn như là nó là những cái vấn đề về khả năng di chuyển, rồi khả năng con, khả năng tình huống, nói chung nó có rất là nhiều thứ phải làm mà kiểu như gặp một số trục trặc á, nên nó cứ nó không được tốt hoài, thì khi đánh thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới kỹ năng cá nhân của mình. Là khi mà bạn đánh á thì nó sẽ có hai cái, một thứ nhất là cái kỹ năng cá nhân thì gọi là micro, và một cái nữa gọi là khả năng mà nói chung là bao quát trận đấu á, cái đó nói chung mình cũng không biết nói nhiều, thì nó gọi là macro. Thì cái mà kỹ năng cá nhân á thì nó, nếu mà bạn chỉ có kỹ năng cá nhân không á là bạn vô những cái giải lớn này là bạn sẽ không bao giờ bạn đánh nổi luôn, tại vì người ta cứ di chuyển một hồi á là người ta sẽ bắt lẻ bạn, không xong rồi vô combat trước bạn hay là cái gì đó. Nói chung bạn phải có cả hai, nếu mà bước bước vào những mà đánh với những đội tuyển lớn là phải có cả hai, là khả năng kỹ năng cá nhân và cả hiểu biết về trò chơi này. Thua trận ở TSM, thua trận với TSM thì cũng khó nói, tại vì thực ra trận 4 thì đã có cơ hội win rồi, và trận 5 thì cũng đã có lúc thắng, nhưng mà đánh hồi đánh qua đánh lại thua thì cũng không có tiếc nhiều. Thật ra tiếc là tiếc cái việc mà mệt quá, nói nhiều mệt quá, cần nghỉ xíu đã. Tiếc là tiếc cái trận 4 thôi, tiếc cái pha cuối thôi.
mấy bạn nào mà kêu kiểu như mà gán solo kill Faker, solo VSN thì ra mình cũng chả nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Mình chỉ kiểu nghĩ tới làm sao đánh cho team mình thắng thôi. Còn cái vụ solo kill thì vô đánh như bình thường thôi, chứ không có tập trung vào cái việc solo kill quá, tại vì phải lo mà phải lo cái việc mà di chuyển nhiều lắm. Trận 4 hả? Trận 4 là anh BMW đánh con. Anh Đặng Tấn Linh á, anh quản lý á. Tại vì lúc đội đánh thì anh có người ta cho quản lý mình xài mic chat chung, cái voice chat chung á. Thì ở cái trận 4 cái pha cuối là mình kêu lui đi rồi. Nhưng mà anh quản lý thì anh nói mấy đứa đánh đi, tin anh đi là sẽ đánh được, xong rồi thua luôn. Nói chung rất là buồn quản lý, không biết nói gì. Tại sao thấy anh chơi con xin ra không vậy? Sao không thử đánh mấy con khác? Ở cái giải này tôi nhớ tôi đánh có chục con rồi mà. Theo anh game 4 về anh Baron có win được không? Nói chung mình chỉ có thể nói cái cảm xúc của mình là rất là tiếc cái pha cuối trận 4 thôi, chứ mình không nói quá nhiều, tại vì có thể nói thì bạn cũng sẽ không có thể nào mà nhận xét đúng thật sự về cái pha đó được, tại vì mọi người sẽ một ý kiến thôi. Giống như chẳng hạn cái team mình đi, team mình thì pha đó tùy người thôi, có người thì muốn về, có người thì muốn đánh lên. Thế anh học theo Faker nhiều lắm, từ champ tới cách chơi và item, em nói thế có đúng không á? Học, thực ra học Faker thì thực ra tại vì đơn giản, đúng là ví dụ bây giờ mà nhìn vào thì có thể hiểu là tại sao là mọi người kêu là học Faker, tại vì cơ bản là Faker là người mà mọi người theo dõi rất là nhiều, và cũng như là cái việc mà khi ông tán hàng như là hồi trước, cái việc mà con Fizz nó rất là mạnh thì thời điểm đó rất là ít người đánh. Sau khi Faker cầm thì tự nhiên tôi thấy trong rank kịch nó ban 10 trận là 9 trận nó ban con Fizz rồi, trong khi con Fizz trước đó nó vẫn vậy, nó chỉ yếu, nó chỉ boost lên có 10% đam của cái Q thôi, nhưng mà cái R nó là cái R ngon hơn nữa, nhưng mà không ai đánh cả, chả ai đánh. Vô rank kịch thì rất là ít người boost, đúng không? Sau khi Faker cầm vô rank kịch nó ban này nọ, nói chung cái sự ảnh hưởng Faker nó rất là lớn. Nhưng mà còn cái việc học á, là mình theo dõi tất cả các người khác, chẳng hạn như là mình thấy ai mình sẽ để ý coi là, thậm chí ở Việt Nam luôn mình có học một số cái như là Rin hay là cách lên đồ này nọ của một số người Việt Nam luôn nữa, chứ không phải là chỉ theo dõi nước ngoài không. Tại vì thật ra những cái mà đôi khi những cái mà Faker hay là bất cứ ai hoặc mình làm luôn đó, nó đều từ rank kịch mà ra cả, chứ không phải là người đó làm người ta đánh ở trong rank kịch mới xuất hiện. Cũng có những cái như vậy, nhưng mà phần lớn là ở trong rank kịch nó xuất hiện trước, rồi những game thủ chuyên nghiệp người ta mới thấy, người ta mới đem vô giải, và từ đó thì người ta tạo lên một cái phong trào. Syndra trong tay Vincent thì mình thấy cũng bình thường, tại vì con Syndra thì hiện tại con cam mid mà gọi là nó là một dạng như giống như có một thời điểm mà con Ori thì bất cứ thằng đi mid này cũng phải đánh được á, thì con Syndra hiện tại là con như vậy, bất cứ ai đi mid cũng phải đánh được hết, tại vì nó quá toàn diện đi. Giống như bây giờ bạn bích một con Syndra vô, bạn có thể đánh tất cả mọi thứ, bạn có thể đánh macro, bạn có thể đánh mà cái dòng mà đánh mà hai bên di chuyển với nhau á, giằng co nhau, bạn đánh mạnh cũng được, bạn đánh thủ cũng được, nói chung bạn làm gì cũng được á, nó là một con tướng mà, với lại nó không hề yếu, nó rất là mạnh nha. Con Syndra rất là mạnh, nó đi win rất là nhiều con ở mid luôn nữa. Thực ra thì trước đó là ở nhà, ở Việt Nam stream thì có hay nổ nổ là mặc dù Led KT vô địch chung kết thế giới, nhưng mà họ chưa từng đánh bại được GM mà dù cho chỉ một trận, không hai giờ thấy lúc đó sai quá, lúc đó quá sai.
Sao lúc đó mình sai dữ vậy ta? Sắp tới chắc kiểu nó không hành cho banh xác cả đâu. Bài mà để đánh Shinra thì có nhiều lắm bạn ơi. Tùy là bạn, thậm chí kể cả con Ori vẫn đi được với con Shinra luôn. Con Ori á. Cái việc mà thực ra cũng một phần là do TSM họ chủ quan nên họ để họ mới họ đánh hai game đầu họ đánh không dưới sức một chút. Nhưng mà game 3 thì không nói đi, game 3 thì họ mình lỗi quá nhiều nên họ bị solo kill từng lane này nọ thì thua không nói đi. Nhưng mà thật sự game 4 là chúng ta đã thắng. Chúng ta đã có những lúc nữa chúng ta thắng và game 5 cũng có những lúc như vậy. Thì để mà nói là TSM họ đánh chưa hết sức có thể cũng không đúng. Nhưng mà nó cũng đúng một phần nào. Tại vì cái việc mà mình nghĩ rằng là cả đội có đủ sức để thắng TSM, thật sự là như vậy trước khi đánh với trận TSM nên mình không hề sợ hay là cái gì cả. Nhưng mà đánh thì vẫn rất lỗi. Thậm chí mà đội mình đánh được vẫn có rất là nhiều lỗi nhưng mà vẫn thắng được thì chứng tỏ là họ không quá mạnh như chúng ta nghĩ. Đó là trước khi mà vô gặp trận với họ cũng nghĩ họ rất là mạnh, cũng rất là tôn trọng họ. Nhưng mà sau khi đánh với họ xong rồi á, thì cũng nghĩ rằng là à hóa ra trước giờ là mình nghĩ là họ, tức là trước khi mà mình đánh với chị em xong á thì mình nghĩ là họ yếu hơn mình nghĩ trước đó. Chỉ vậy thôi. Nói về thằng Minh thì mình không gọi Stark là Stark mà mình gọi nó là Minh. Tại vì cái tên nó thứ nhất là mình không sẽ không đọc đúng được, thứ hai là cái tên nó khó đọc quá. Giờ vô từ lúc nó vô team tới giờ thì mọi người kêu nó là Minh, kể cả trong lúc đánh luôn thì Minh ơi tên le này nọ thì kêu là Minh hết. Thì nói về Minh thì thực ra mà nói thì cái việc mà nó đánh mọi người nhìn vào mình thấy rất là nhiều nói nó đánh dở tâm lý này nọ, nhưng mà trên thực tế là không có một ai mà đi ở mùa giải ra, thậm chí nó đánh còn không được một mùa giải nữa. Không có một ai mà đánh ở cái giai đoạn bắt đầu chỉ có một tháng, sau đó là đi đánh GBL và sau đó là đi đánh MSI mà gặp chết em mà có thể đánh mà gọi là nó cứng cáp được. Nếu mà có một người như vậy thì nó quá ghê. Có thể nói nếu mà một thằng mà như vậy mà nó xuất hiện á, là nó chừng đánh một năm trời thôi là kiểu như Việt Nam mình mất khỏe luôn. Tôi đang nói tôi đó, trời ơi khỏe quá. Mà giờ tôi đánh lâu rồi nên tôi không làm vậy được. Phải chi giờ tôi tự nhiên tôi đột biến, tôi biến thành một thằng nhóc mà 99-2000 gì đó không? Xong tôi xuất hiện tôi giải cứu cho cái là Việt Nam kiểu như vô địch chung kết thế giới chẳng hạn, khỏe. Với lại một phần nữa là cho dù mà Minh á, tức là bây giờ không nói về chuyện đánh hay đánh dở đi, nhưng mà team vào được đến đây là công sức của nó đóng góp. Nên cái việc mà mọi người, ngoài việc mà mọi người nhận xét về cái việc mà nó đánh như thế nào thì cũng nên công nhận cái công sức của nó. Nếu mà không có nó thì team chỉ có 4 người làm sao mà đánh, đúng không? Thậm chí cái game không được bắt đầu nữa. Con dây bây giờ thì đi mid cũng không quá nổi bật. Chỉ là con dây hiện tại muốn đánh thì phải có những cái chiến thuật rất là đặc biệt dành cho nó. Nên không đánh. Sao không lo tập trung đi nơi thì chứ tôi nói từ hồi tối giờ thì chán, chả biết làm gì. Máy tính thì bên đó họ dọn radio hết, rio hết rồi, phải chờ tối nay bay qua bệnh mới có máy chơi. Bây giờ thì đang kiếm cái gì đó để kiểu như thư giãn này nọ thôi. Thì với lại có hứa với mọi người là qua đây sẽ live stream một buổi chơi, thì giờ ngồi live stream nó nói chơi thôi. Chứ cái việc mà mất tập trung thì bạn không cần phải lo đâu. Mình tập trung ghê lắm. Xin ra là một vị tướng khá toàn diện mà sao đến tận gần cuối mùa 6 mọi người mới tìm được sức mạnh của nó hả mết?
ra trước đó là đã có rồi bạn ơi, nhưng mà tại vì đơn giản thôi là ít ai muốn cầm. Trước đó thì mấy con như Bitcoin này nọ thì nó mạnh quá đi, sau rồi sau từ 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 nó mới bị nẹp xuống bớt, thì con sinh ra lúc đó nó không bị gì hết thì nó mạnh lên lại. Với lại đôi khi có một con tướng mà nó mạnh mà không ai đánh thì sẽ không ai nghĩ là nó chơi được, nhưng mà khi chẳng hạn như một người game thủ chuyên nghiệp nào đó mà họ vác vô họ đánh đi, chẳng hạn như tôi nói ví dụ như con Mordor Kaiser đi, là cái con mà bây giờ hầu như không ai chơi, phải không? Bây giờ thử Faker vô cầm vô đi mid với lại TSM thứ ơi, rồi đánh thắng thứ ơi, coi bây giờ răng kịch nó có spam con Mordor Kaiser liền không? Tôi nói là chắc chắn là sẽ có luôn, nó phải rộ lên một cái phong trào. Theo anh thì hiện tại Gam có hiện nay có ngang kèo với Châu ở Bắc Mỹ không? Mình nghĩ là vẫn vẫn dưới họ, nhưng mà không phải dưới tới cái mức mà vô đánh là sẽ bị họ ráp, bị họ tức là sẽ không có cơ hội thắng, không? Chẳng hạn như bây giờ đi, bây giờ thì nhìn vào SKT như vậy thì mình nghĩ rằng là đánh với họ thì không có cơ hội win đó, nhưng mà đó chỉ là nghĩ trước trận đấu thôi. Nhưng mà khi tới trận thì mấy cái suy nghĩ đó nó cũng tan biến đi thôi, là vẫn sẽ đánh. Nhưng mà sau khi đánh với lại TSM rồi thì thấy rằng là mình chỉ dưới họ ít thôi, không có quá nhiều. Thì nếu như mà ở mùa sau, chẳng hạn như ở mùa sau tìm được điều kiện tập luyện tốt hơn, chẳng hạn như là được đánh đơn hàng hay là cái gì đó, thì mình nghĩ cái việc mà có thể thắng được, có thể gọi là nằm kèo trên so với những đội Bắc Mỹ hay là châu Âu thì nó sẽ không xa, thì quan trọng vào những cái điều kiện đó. Tại vì những đội mà chẳng hạn như hiện tại, lý do một trong những lý do mà tại sao vô Flash World mạnh như hiện tại là đánh răng hàng. Tại vì thật ra bây giờ cái răng Đài Loan mấy ông qua bển, mấy ông coi coi nhìn nó mát chán không, chả có ai chơi á. Thì một đó, tức là mình không nói là cái lý do mà khiến vô Flash World mạnh như hiện tại là đánh răng hàng, nhưng mình một trong những lý do thôi. Còn những lý do khác như là chẳng hạn như họ rất là cố gắng này nọ, họ rất là hẹp này nọ, thì tất nhiên mấy cái đó là sẽ có, nhưng mà một trong những lý do là họ đánh được răng hàng. Và họ đánh đơn hàng binh chứ không 30 thôi, thì binh 30 thì nó cũng như binh 8 thôi, nó không khác nhiều. Còn mình phải đánh binh 70 rồi 80 này nọ, nói chung nó khác biệt lớn. Cặp đôi Lissandra với Gray quá ghê, có nghĩa là sẽ đánh cặp này trong MSI hay không? Thì cái cặp này, con Lissandra là một con mà lâu lâu đánh được thôi, chứ con Lissandra mà giờ đánh mà dạng như là đánh mà bích đánh đuối lắm. Giờ này bên Brazil chỉ mới có 1:40 thôi bạn, 1:40 chiều, trưa chứ. Anh còn tình cảm với thằng Nát không? Thì thằng Nát thì tôi nó bình thường. Thật ra bây giờ cho dù thằng Nát nó có làm gì đi nữa thì tôi nó vẫn là bạn thôi. Thậm chí bây giờ nó có đi cày ruộng thì tôi nó cũng là bạn thôi. Ngày 10 á, ngày 11 ở Việt Nam là tụi mình đánh, sáng sáng rạng sáng ngày 11 là tụi mình đánh. Đang tính giờ Việt Nam cho mấy bạn đó. Mục tiêu của đội hả? Mục tiêu của đội trong vòng bảng thì tất nhiên là top 4 trước rồi. Trước mắt là top 4 trước thì thể thức sẽ là 6 đội đánh vòng tròn. Thì mục tiêu đầu tiên sẽ là vào top 4. Nếu mà vào top 4 thì mục tiêu sẽ được nâng lên là vào chung kết. Thì mình đi từng bước thôi, chứ giờ mà kiểu mà nói ở mục tiêu của tụi tao là vào chung kết, kiểu thấy nó cũng không có khả thi, phải đi từ 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 từ. Thì đó giống như cái việc mà khi mà lên trả lời phỏng vấn vậy. Ví dụ như là vô Flash World đi, thì ông Kasa hay là ông nào đó ông trả lời rằng là tôi nghĩ là
phần trăm chiến thắng của bọn tôi trước SKT chỉ có 10% thôi. Thật ra mình không nên nhìn vào cái việc họ trả lời như vậy, thì mình nói ở mát tại sao thằng này nó mất tự tin như vậy. Thật ra trả lời như vậy chỉ là khiêm tốn thôi. Trong lòng Kasa, trong lòng cái ông mà trả lời cái câu đó có thể nghĩ ôi ơi, chắc vô bố mày không nắc SKT 2-0 đâu, nó kiểu nghĩ vậy. Rio qua bằng máy bay bạn. Ở Rio với lại Sao Paulo thì mọi người ở đây kêu rằng là nó giống như là từ Sài Gòn ra tới Hà Nội vậy. Giờ ông hỏi tôi, anh Tín Nị với lại ông Kuma, hai ông nào giỏi hơn thì tôi biết ông Kuma không làm gì đâu mà giờ tôi so sánh. À, đau cổ á. Nếu được thì anh có muốn sợp gia nhập GAM không? Và nếu được thì anh nghĩ đưa hình vị trí nào mọi người sẽ như thế nào? Thật ra nếu, ông gọi là nếu được thì tôi có muốn sợp gia nhập GAM không? Thì cái đó thì... cái đó thì nó là một cái vấn đề mà gọi là nội bộ thì không thể nào mà nói được. Nói về tiền thưởng ra giờ tôi chả biết team được thưởng bao nhiêu tiền nữa. Nói chung cái mà 50.000 đô chỉ là một cái nó có khả năng thôi chứ không phải là chắc chắn, không chứ chưa chắc. Thì hiện tại thì mấy cái đó thì không thông tin chưa chính xác nên tôi không nói được. Mà tôi nghĩ là giải thưởng không quan trọng đâu, tại vì ở Việt Nam tiền nhiều quá rồi. Bật đèn lên tối quá hả? Ok, thích thì bật thêm đèn lên. Để bật thêm cái lên. Có. Hiện tại qua đây thì trend với nước ngoài rất là nhiều. Trend với TSM, trend với Zichu, trend với Yonah Quốc. Nói chung là mấy cái đội mà MSI á, thì có cố để hẹn họ trend. À, đau quá. À mà thôi chắc tôi tới đây thôi. Mình tại vai mình bị đau rồi, bây giờ phải nghỉ thôi. Từ lúc qua đây thì kiểu như vai này kia nó bị đau thì cũng khá là nhiều. Nên cũng rất là cẩn thận trong những cái việc này việc nọ. Mà bây giờ nó đang lên cơn đau, ngồi không nổi nữa, bây giờ nằm livestream thì nó kỳ quá. Thôi, chào mọi người. Nhân tiện đây thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ team thời gian qua ha. Thì sắp tới thì team cũng sẽ ráng đánh, nói chung là sẽ rất là cố tập luyện, cố giữ sức khỏe để mà đánh tốt. Thì ví dụ mà thắng thì vui, còn thua thì sẽ rút kinh nghiệm cho mùa sau. Chứ không có phải là vào đây để cho vui, tức là không phải vào được đây thì sẽ buông xuôi rồi lo chơi này nọ. Thì đó là những lời mà
gửi gắm tới các bạn cho các bạn yên tâm về đội. Còn giờ thì mình up. Chào mọi người đó. Cảm ơn mọi người nhiều. Cái túi nhỏ nhỏ mà hay cầm trước khi mà đánh là cái túi nó là ca túi, nó là bên trong nó là những cái sắt này nọ làm cho ấm tay á. Rồi, chào mọi người nha.